chiều tự nhiên sao nó chê. Vài lần mới để ý, nói là sợ nó buồn. Thành ra mới hỏi con trai, nói ủa sao vợ mày, tao mua cái kho đồ ăn mà nó không ăn, mà nó mua thứ cá nó ăn vậy, ủa nó chê vậy. Về thằng trai mới nói nó không có, vợ con cá gì mà không có dậy, không có ăn. Nó ủa sao không ăn, sao không nói. Nó sợ, nó không dám nói. Nó sợ à? Cũng buồn trong bụng dữ lắm. Thành ra biết ý dâu rồi thì thôi, ví dụ mua cá này mua cá kia về cho con cái nó ăn ăn chung. Vậy là mẹ chồng cũng chiều con dâu quá. Dạ, chứ đúng rồi. Trời, cái đợt đó là ba chồng cũng kiểu như là ra mặt luôn, không có thích luôn á. Nhưng mà giờ mình nói thì sao giờ? Thì sao em không giải thích để cho ba chồng biết là em không ăn được? Sao mà ngại, không có dám giải thích. Sau này á thì mình mới dám nói ra. Hồi đó mình mới á thì rất là kiểu như cảm giác mình sợ sợ á. Sợ ngại luôn đúng không? Dạ. Tức là không có dám nói những cái gì mà mình suy nghĩ ra. Ừ. Sợ người kia buồn, sợ người này buồn. Mẹ cũng ngại, cũng sợ con dâu nó buồn. À. Tại vì nghĩ mình không có con, có cái thằng con trai thôi. Giờ cưới con dâu về, mình nghĩ nó như con gái, sợ con nó buồn, thành ra không dám hỏi liền. Rồi con dâu thì sợ mẹ chồng buồn, không dám nói. Cứ sợ qua sợ lại vậy, ngại. Mà chính vì cái sợ đó làm khoảng cách nó càng xa hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. À. Có bao giờ hai vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ chồng không? Có anh. Thì ông xã em hồi xưa á, ông hay ghen lắm. Thì cũng cãi vã, rồi em đòi bồng con đi thì mẹ đây á, giữ lại không cho ổng đi. Cũng cái cơn làm cho hả cơn giận mình bỏ đi. Trời ơi, ba ngày. Đến với chương trình. Chào Quang Linh, chào Lê Lộc. Dạ chào cô. À, tôi tên là Nguyễn Thị Sinh, năm nay 60 tuổi, ở Long Thới, Nhà Bè. Em xin chào anh Quang Linh, chào Lê Lộc. Mình là Lê Thị Hằng, năm nay 42 tuổi, đến từ quận 7. Mình làm dâu được bao năm rồi? À, dạ 19 năm. 19 năm hả chị? Wow. Quá dữ luôn. Ngày đầu tiên mà cách đây gần 20 năm á cô. Yeah. Cô gặp con dâu tương lai thì cô có ấn tượng điều gì với cô gái này không? À, có, thấy cháu cũng hiền. Nhưng mà điều con gái hơi đen, xấu. Không có đen xấu đâu. Bây giờ thì đỡ rồi, nhưng mà hồi đó mới gặp thì đen. Trước xấu rồi, làm dâu 20 năm sinh ra. Dạ. À, ha. Nhìn dạ, thấy ấn tượng hơn. Dạ. Tại vì mập lên. Mập lên hả? Dạ. Lần đầu tiên gặp mẹ thì mẹ trắng mà bằng bà ba rất là đẹp. Dạ. Tại vì chị là người Trung. Dạ. Mà mẹ thì người Nam, lúc đầu gặp đầu tiên cũng hơi run. Mới nhìn vô thì hơi khó, nhưng mà mình sống với nhau lâu dài thì mẹ rất là dễ, mà mẹ rất là hy sinh cho gia đình. Dạ. Rồi sau đó về làm dâu thì cô con dâu này có hoàn thành được nhiệm vụ của mình không cô? Tôi thì người Nam, còn dâu thì người Trung, nấu ăn thì cũng hơi khó nấu. Canh niêm thì hay bỏ đường, khó ăn mà vẫn ăn thôi. Ví dụ ngon thì mình ăn nhiều, còn dở vẫn ăn ít một chút. Thành ra cũng không dám nói. Mà dở nhiều hơn ngon đúng không? Dở. Giờ tôi mới nói thôi, về con cứ lo bổn phận con đi, về để mẹ đi làm về, về mẹ nấu nướng ăn uống. Mẹ chồng với ba chồng thì đi làm. Sáng 6 giờ đi làm rồi, chiều 6 thì chiều mới về. Mới ăn uống quay quần bữa chiều thôi. Ừ. Còn ban ngày thì vợ chồng con cái đó thì tự ở nhà. Ừ. Ít thời gian dành cho nhau quá thì dạ, hai mẹ con mình với nhau, đúng dạ, rồi. Hai mẹ con mình tâm sự vào những cái dịp nào cô? Tối về ăn uống mới trò chuyện với nhau. Ở với mẹ chắc được đúng 2 năm thôi. Em ở riêng, cuối tuần thì gia đình hay chở em bé về chơi với ông bà nội. Cô hiện tại cô còn đi làm hả cô? Còn, từ hôm Tết về làm tập vụ rồi. Dạ. Mấy năm trước thì còn trẻ, còn khỏe thì làm gì mình xây dựng. Dạ. Làm hồ giỏi. Dạ là khỏe lắm. Mấy chục năm luôn nè. Trời khỏe hơn mình luôn. Làm nuôi con, nuôi chồng, nuôi dâu, nuôi cháu nội luôn. Trời ơi. Quá trời luôn vậy đó hả? Yeah. Em thấy mẹ rất là hy sinh cho chồng con. Sống rất đơn giản, rất thoáng. Còn em thì em sống kiểu như là tính toán hơn. Làm một cái gì thì em phải suy nghĩ coi cái đó có đủ tiền hay không. Nhưng mà mẹ thương rồi là mẹ bất chấp. Nên em rất là quý. Tôi thương là cho bao nhiêu cũng cho hết. Dạ. Tại vì cũng được mai hết. Không có tiền xài mượn cũng được. Hai cái sự gọi là trái ngược này nè, có cãi nhau không? Không, không bao giờ cãi nhau. Nhưng mà kiểu như là cái gì không thích thì không nói chuyện. Ủa sao mình không nói cho nhau nghe để mình biết mà mình sửa ha? Ừ, tại vì cũng
Nó cũng ít nói. Nó sợ hay là sao mà không biết thì chẳng hạn như thức ăn á, cô đi làm về á, cô mua cá chê với cá kèo kho ăn, nhưng mà lên á, thì thấy con dâu không có ăn. Nói chung cũng buồn, trong bụng nghĩ ủa sao tự nhiên mình nấu ăn mà con dâu mình không ăn, không biết cái món gì tự nhiên sao nó chê. Vài lần mới để ý, nói là sợ nó buồn, thành ra mới hỏi con trai, hỏi ủa sao vợ mày tao mua cái kho đồ ăn mà nó không ăn, mà nó mua thứ cá nó ăn vậy, ủa nó chê vậy. Rồi về thằng trai nó nói nó không có, vợ con cá gì mà không có dậy không có ăn. Nó nói ủa sao không ăn, sao không nói, nó sợ, nó không dám nói. Nó sợ rồi. Cũng buồn trong bụng dữ lắm. Thành ra biết ý dâu rồi thì thôi, ví dụ mua cá này mua cá kia về cho con cái nó ăn ăn chung. Vậy là mẹ chồng cũng chiều con dâu quá chứ. Đúng rồi. Trời, cái đợt đó là ba chồng cũng kiểu như là ra mặt luôn, không có thích luôn á. Nhưng mà giờ mình nói thì sao giờ? Thì sao em không giải thích để cho ba chồng biết là em không ăn được? Sao mà ngại, không có dám giải thích. Sau này á thì mình mới dám nói ra. Hồi đó mình mới á thì rất là kiểu như cảm giác mình á sợ sợ á. Sợ ngại luôn đúng không? Dạ. Tức là không có dám nói những cái gì mà suy nghĩ ra. Ừ. Sợ người kia buồn, sợ người này buồn. Mẹ cũng ngại, cũng sợ con dâu nó buồn. Tại vì nghĩ mình không có con, có cái thằng con trai thôi. Giờ cưới con dâu về, mình nghĩ nó như con gái, sợ con nó buồn, thành ra không dám hỏi liền. Rồi con dâu thì sợ mẹ chồng buồn, không dám nói. Cứ sợ qua sợ lại vậy, ngại. Mà chính vì cái sợ đó làm khoảng cách nó càng xa hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. À. Có bao giờ hai vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ chồng không? Có anh. Thì ông xã em hồi xưa á, ông hay ghen lắm. Thì cũng cãi vã rồi em đòi bồng con đi thì mẹ đây giữ lại không cho ổng đi, cũng cái cơn làm cho hả cơn giận mình bỏ đi. Trời ơi, ba ngày liên tiếp đau đớn kiểu như là mình xa con á. Hồi đó mình chưa suy nghĩ được cho tới, mình cứ tức mẹ nếu tại sao không đưa con cho mình, con mình không có đưa cho mình. Nên thời gian đó là thời gian nhớ suốt đời luôn. Còn trẻ hồi đó mới hai mấy tuổi, hai bốn tuổi, nên nó mình suy nghĩ nông cạn á, cái gì mình không thích là mình muốn là quyết luôn vậy đó. Nên về bên nhà la, về bên này thì không dám về, cứ vậy đó. Lúc hai vợ chồng nó giận lộn nhau thì nói chung á, mình đứng giữa mình cũng không có bên ai, không có ai, kêu con hồi đi kiếm vợ con mà về đi. Mấy ngày sau rồi cũng kiếm được. Sau khi mà hai mẹ con cãi nhau rồi, tranh luận nhau rồi bỏ ra đi rồi quay trở về đó, rồi ai sẽ nói lời gọi là xin lỗi trước, ai sẽ xuống nước trước? Chưa, từ cái dạo đó đến giờ em chưa bao giờ xin lỗi mẹ. Với đi xong rồi là quay về cứ thủ lũi đi vô phòng vậy thôi, chứ chưa bao giờ. Mẹ cũng hiểu ý sao, mẹ cũng ấy luôn, bỏ qua luôn. Thì cô cảm giác như thế nào hả cô? Nói chung á, lúc con nó quay trở về, giờ mình nghĩ thôi kệ, con nó nghĩ chắc còn thương cha mẹ, thương chồng, nó quay về thôi kệ, quay về cho vợ chồng ở sum họp về chừng đâu mấy ngày sau rồi cũng nói chuyện cũng vui vẻ. Mình có khi nào mình ngồi mình chờ nó giá gì nó xin lỗi mình tiếng không? Có, cứ gì nó xin lỗi mình tiếng mình cũng bỏ qua, mà thôi nghĩ nó cũng vui vẻ nói chuyện với mình rồi thôi. Cô dâu thì muốn xin lỗi mà ngại, không dám xin lỗi. Mẹ chồng thì cũng muốn con dâu xin lỗi mà không thấy nó xin lỗi. Không thấy xin lỗi. Cuối cùng không biết lỗi này do ai. Vì nghĩ thằng con á, nó cũng thương vợ, nó nghĩ thôi mẹ ơi, vợ con nó cũng biết lỗi rồi thôi. Mẹ cũng bỏ qua cho vợ con, nghĩ thôi con mình nó thương vợ vậy thôi, mình nghĩ thôi kệ, không bỏ qua luôn. Muốn xin lỗi mẹ lắm nhưng mà trong lòng mình chắc tự ái. Cũng dân sợ. Chắc là do mình chưa mở lòng ra. Đúng rồi. Dạ. Không. Cảm giác rất là sợ. Sợ gì chị? Mẹ thì có một mình ông xã, mà rất là chiều ông xã, rất cưng, nên mình cũng sợ lỡ có gì mình. Nói chung hai người này là cũng rất yêu thương nhau, cũng rất hiểu nhau, nhưng mà cũng rất sợ nhau. Đúng rồi. Ngại với nhau luôn. Dạ. Nhưng bởi vì em mới xin ngại tham gia chương trình này. À. Dạ. Em xin tham gia chương trình này để được nói những lời mà mình 19 năm nay mình chưa nói được với mẹ. Hay quá. Thì trong cái lúc này thì nói gì đi, em nói đi. Con cũng xin lỗi mẹ. 19 năm nay con có nhiều lỗi với mẹ, nhưng mà con chưa bao giờ một lần xin lỗi mẹ. Mong mẹ tha thứ cho con và gia đình mình từ nay về sau sống vui vẻ hơn. Nếu mà con biết vậy thì mẹ con bỏ qua, vì vợ chồng với con sống hạnh phúc với nhau.
Thì cha mẹ cũng già rồi chứ không có sống lâu với tụi con được. Thôi giờ cái gì chuyện cũ bỏ qua hết, mình làm lại từ đầu. Với con cũng muốn mẹ là từ nay về sau mình phải giữ gìn sức khỏe để sống lâu với con cháu. Đừng có thức khuya quá, mẹ rất là thức khuya, nó rất hại với sức khỏe. Với cái bệnh mẹ, bệnh xương khớp nữa không có tốt. À, mẹ cũng cảm ơn con. Ví dụ giờ mẹ thì không có con đông, có chỉ có một thằng trai thôi. Mẹ cũng không biết chết nay sống mai gì. Mẹ cũng cầu mong cho tụi con sống hạnh phúc. Chứ sau này mẹ có lỡ chết sớm thì con cũng thay mẹ chăm lo cho nhà cửa, con nhờ chồng này nọ. Sợ mẹ chết sớm ba con, trước ba con rồi thôi. Trời ơi, sao mà nói chuyện nó sớm mà lâu lắm. Yên tâm, không phải ba, cũng ba giờ cũng nằm một chỗ. Trời ơi, ba cũng bệnh mấy năm nay rồi. Nhưng cô còn khỏe lắm. Cô còn khỏe mình lắm. Mình cũng chưa biết được như giờ. Mình cũng nói đại khái như vậy. Dạ. Sợ là sợ sau này giá như mười mấy năm qua mình nói được cái lời này thì chắc chắn cái nỗi buồn nó cũng không còn chất chứa trong lòng đâu ha. Dạ. Cuộc sống nó cứ thoải mái thế này đi. Càng chia sẻ, càng kết nối, càng nói chuyện với nhau thì chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ. Hôm nay thì ông xã em có gửi cho Tình một bức thư để xem ông xã nói điều gì nha. Dán kỹ quá ha. Tôi xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, anh Quyền Linh và chị Lê Lộc. Hôm nay mẹ và vợ tham gia chương trình này, tôi rất là vui. Mong muốn của tôi là mẹ và vợ sẽ vui vẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Mong muốn của con là mẹ yêu thương vợ con như là con đẻ của mẹ. Vì vợ con sinh ra và lớn lên trong môi trường khác nên nhiều lúc không hiểu ý mẹ, làm mẹ buồn. Với vợ, em cũng xem mẹ anh như mẹ của mình. Vì cũng đôi khi mẹ cũng la rầy, làm em buồn và khó chịu. Anh cảm ơn em đã sinh và dạy dỗ hai bé gái kháu khỉnh và dễ thương. Anh yêu vợ nhiều lắm. Mới lần đầu tiên nghe được là thương dung. Chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là hạnh phúc. Chồng của em á, kiểu như rất là thực tế, không bao giờ mà hoa lá này nọ. Nên mới lần đầu tiên. Đàn ông á, họ cũng khô khan, có đôi khi họ cũng thể hiện bằng hành động thôi. Nhưng ở sâu thẳm tận đáy lòng của những người đàn ông luôn luôn che chở bảo bọc cho người phụ nữ xung quanh mình, nhất là mẹ và vợ. Thực chất mà nói thì với cái kinh nghiệm làm nghệ sĩ của anh á, yeah, lúc đầu giống như lên sân khấu tụi anh cũng rất là ngại khi mà nói chuyện. Yeah. Nhưng mà sau đó mình cứ mở lòng mình nói đại đi. Ủa, cuộc sống mà đôi khi mình cũng có sai, mà sai thậm chí sai nhiều nữa. Nhưng mà cứ nói riết mình nó quen. Đúng rồi. À, nhiều khi một lần không được nhưng mà nhiều lần là sẽ được. Dạ. Anh nghĩ là như vậy. Hôm nay nè, coi như em muốn nói gì với chồng em không? Em nói thử đi nè. Thì em cũng mong muốn chồng là từ nay về sau thì đừng hút thuốc nhiều nữa. Với ráng vui vẻ với vợ hơn chút xíu. Đừng có cọc cằn. Hơi cọc cằn ha. Dạ. Nhưng mà chồng em cũng là một người chồng lý tưởng mà bây giờ em cảm thấy rất hài lòng. Đấy, 20 năm nghĩa vợ chồng nó lớn lắm. Thì thôi, ngày hôm nay thì anh nghĩ rằng là chắc chắn chồng em sẽ nghe và luôn luôn nói lời yêu thương vợ của mình như lá thư này. Ha? Và con nghĩ là hôm nay cô cũng rất là vui đúng không cô? Dạ, yeah, vui. Cô có muốn vui gì? Mà vui. Dạ. Tại vì đó giờ không có tiếp xúc. Nói chung đi làm ngại, sợ. Giờ gặp có Linh với Lê Lộc thoải mái. Nói thì ngủ không được luôn. Thức tới 3 giờ sáng luôn, sợ, không biết lên nói gì. Nói cái gì, trả lời sao thì nọ, sợ. Nhưng mà tối nay về ngủ ngon nè. Tối có gì sợ ngon, nữa dạ, dạ, không? Mình muốn cái gì hay là mình cái gì mình cứ nói hết đi cô ha. Đúng rồi. Cho nó nhẹ lòng. Nếu kẹt quá gọi cho Quyền Linh để Quyền Linh nói giùm. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. À, hai mẹ con ôm nhau cái nào? Ôm chặt nhau nè. Đấy. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng gia đình mình một ít quà cô ha. Dạ. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dạ, con gửi tặng cô ạ.
Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng của thương hiệu Akino, của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình nè. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ. Hy vọng là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nha. Dạ.